Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị. Rất may là đam mê sưu tầm bonsai cây kiểu trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống của Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, em là Mai Phương, cameraman của kênh Cuộc Sống Thơ Hậu Giang. Hôm nay thì em quay trở lại với điểm em bán cây kiểu số anh bản ở thị trấn Lạch Giòi hết cô chú. Dạ, giao lưu một số phôi mai vàng, dạ, giá rất là mềm. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho anh Đẳng luôn ạ. Dạ, đây là một số phôi chú nữa anh sẽ chia sẻ cùng quý cô chú anh chị mình nè. Cây đế lên hết cô chú anh chị, cây lùng lực phong cao cũng có luôn quý cô chú anh chị nha. Em vô clip giới thiệu luôn hết cô chú anh chị. À, chào em ha, lâu quá mới trả lời kênh ha. Hôm nay anh có về 9 cây phôi, một cây bùng sụm với một cây mai thành phẩm ha. Rất mong cô chú anh chị làm sao ủng hộ con ha. Con là Đẳng thì chắn hết rồi, số điện thoại con là 0939300828 là số Zalo của con ha. Để không mất thời gian nữa mình đi vào mã số 1 thôi cô chú anh chị. Mã số 1 là một cây bùm sụm nha. Dạ. Đó ha. Ngoài Bắc ta gọi là trà phúc kiếm đó cô chú anh chị ơi. Cây bùm sụm mà kiếm cây có bé lớn cũng cả vấn đề nha cô chú anh chị. Này cũng đã vô dây chỉnh sửa hành nó cũng như nó thành phẩm rồi ha cô chú anh chị. Dạ. Đó, cây mà có trái mình ăn được á. Hay trồng làm hàng rào đó cô chú anh chị ơi. Dạ, giờ chưa bonsai. Dạ. Dạ. Rồi, đo thông số luôn ha. Cây cao là 44 ha. Cái tán ngang nó là 60 ha cô chú anh chị. Rồi, đo cái vành thân ha. Vành thân đo được là 23 ha cô chú anh chị. Cây này nó như con thú ha, nó có chân ha. Hai chân sau, hai chân trước ha cô chú anh chị. Bỏ cái đuôi qua bên ha. Rất là quái ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi cây mã số 1 này xin giao lưu giá 2 triệu ha, bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Dạ. Một cây bùm sụm nha. Ngoài Bắc rồi là chào Phúc Kiến á. Dạ. Rồi, con xin phép đổi cây ha. Dạ mã số 2. Tiếp tục là mã số 2 ha cô chú anh chị, một cây mai thành phẩm ha, cây này bông giảo nha. Dạ. Một cây này mình chia đổ cũng được, mình chia bay cũng được ha cô chú anh chị. Mình về mình thay chậu, mình muốn trồng cho nó đổ thì nó đổ. Đó. Đó, còn để gì thì mình nó bay ha. Dạ. Đó, cây vô dây thành phẩm hết ha cô chú anh chị. Dạ, mình cây này là mình chơi kịp Tết luôn á cô chú anh chị ơi. Cái đế thả cô chú anh chị. Cây thú ha, nó đến lên lai lai. Dạ, rễ nó cũng xuôi theo chiều bay luôn nha cô chú anh chị. Này về mình trồng lại thành một cây đổ cũng được. Dạ. Cây nó sung cây lắm nghe cô chú anh chị. Rồi để đo thông số luôn ha. Cây cao là 70 ha cô chú anh chị. Dạ. Cái tán đó từ đầu này tới đầu kia đó 1m3 ha cô chú anh chị. 1m3 nha. Rồi đo bình thân luôn. Quạnh đó ở đây đi. Nó chập tùm lum hết trơn rồi. Bình thân chỗ này em đo được 20 ha. Dạ. Vị trí là 20. Dạ. Nhìn rất là duyên ha cô chú anh chị. Cái này là bông giảo nha cô chú anh chị. Rồi, cái cũng đã vô dây chỉnh sửa luôn rồi nha cô chú anh chị. Rồi mình giao lưu cái này giá bao nhiêu ha? Cái mã số 2 này xin giao lưu giá 2 triệu ha cô chú anh chị. Rất đẹp ha, xin phép đổi cây ha cô chú anh chị. Tiếp tục là cây mã số 3 ha cô chú anh chị. Cây một cốt gió ngọn nha cô chú anh chị. Cốt cành có sẵn hết trơn ha. Coi mai vàng mã số 3 cô chú anh chị nha. Cây nó u nằn dữ lắm nghe cô chú anh chị. Cây phong cao đế nặng nha cô chú anh chị. Này rễ nó cắm xuống không hả? Củ đế nó dữ lắm cô chú anh chị ơi. Cái thân nó u nằn. U nằn hết trơn rồi. Cây cao là 1m25 ha cô chú anh chị. Dạ. Đường kính bầu dài nhất là anh đo được 55 ha. Cây nó số thân được 35 ha cô chú anh chị. Có cốt cành luôn nha mấy chị. Quanh thân đo được chỗ này là 40 ha. Dạ. Đo chồm xuống cái củ dưới này ha. Củ dưới này cái gan được 55 ha cô chú anh chị. Dạ. Củ nở cốt cành có sẵn ha, cây một cốt ha cô chú anh chị.
Rồi cây mã số 3 này xin giao lưu giá 3 triệu 7 ha. Dạ 3 triệu 7, cái thân nó dạ, hơi dặn mà có nụ rồi. Để nó có khứa dần ha, khía dần ha cô chú vậy. Cây này đâm tuột sống khỏe, cô chú chị mình yên tâm nha. Nói chung là trong con mua gom cây đang quay clip rồi mua nó đầu tiên mới dĩ lên được luôn rồi. Dạ. Dạ rồi một cây dáng hơi siêu nhẹ hết cô chú anh chị. Dạ. Để nổi. Rồi xin phép đổi cây ha. Dạ. Rồi. Dạ mã số 4. Tiếp tục là mã số 4 hay cô chú anh chị. Cây này siêu lùng lực luôn nha. Dạ. Cây này nó cũng có hiện tượng lên xù nhẹ ha cô chú anh chị. À, nó như cái bình tích luôn á cô chú anh chị ơi. Đế cọng rễ lớn lớn. À, cùng tay không? Cùng tay em không cô chú anh chị ơi. Bự bự luôn mà. Nó đo thông số luôn ha. Cây cao được 40 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất của nó là 70 ha. Bình thân đo được chỗ này là 49 hả cô chú anh chị? Dạ rồi. Đó. Cây bự lắm cô chú anh chị ơi, cái xác gần 50 hoành nha. Lùng lực nha. Mặt cắt cái nhựa rất là mạnh rồi cô chú anh chị. Nó lên tượng luôn rồi cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi cây mã số 4 xin giao lưu giá 5 triệu 300 ngàn hả cô chú anh chị? Dạ 5 triệu 300 ngàn. Dạ. Rồi cây mã số 5. Số 5 là một cây trực lắc không cao nha cô chú. Dạ. Đế sổ nôm luôn nha cô chú. Mặt này rất đẹp ha cô chú anh chị. Mặt này rất đẹp ha. Dạ, đó, nó có cái quai ở đây ha cô chú anh chị. Dạ. Cây nó quái cây lắm. Ở đây nó cũng bể xù lùm lum ở đây giờ hết rồi cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi đế thì nó sổ cắm xuống nha. Cây rất khéo cây ha cô chú anh chị. Cây cao là 1m3 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 55 ha. Bình thân đo được chỗ này là 33 ha. Dạ. Đế sổ nôm nó 25 ha cô chú anh chị. Đó. Cái này sổ cũng khá là cao nha cô chú chị nha. Cái thân thì nó luôn cần. Này nó lên dữ lắm ha cô chú anh chị. Về có thể mình tán cùng mình chơi bonsai cũng được ha cô chú anh chị ha, đi chơi phong cao cũng được ha. Dạ cái này mã số 5 nha cô chú anh chị. À, cái mã số 5 giá giao lưu của con là 3 triệu 800 ngàn nha cô chú anh chị. Dạ 3 triệu 8, cây phong cao nha cô chú. À. Cây quái cây ha. Nó có cái quai ở đây ha. Nó cũng cọm xù tùm lum mấy giờ rồi. Cây phong cao ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi xin phép đổi cây ạ. Dạ tiếp theo là cái mã số 6 thôi. Dạ. Cái này có cốt cành đế nở cũ nha cô chú anh chị. Dạ. Mà cái này khi cái máy hương hay cô chú anh chị. Dạ. Cái da nó thơm lắm. Là một cây mai hương. Quá trời cũ luôn nha cô chú anh chị. Thơm lắm cô chú anh chị ơi. Cái cũ dữ lắm nha cô chú anh chị. Cây cốt cành có sẵn hết giờ ha. Đo thông số luôn ha. Cây cao là 55 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất là 50 ha. Bình thân đo được chỗ này là 34 ha cô chú anh chị. Đo xuống cái cụ đặt dưới này là nó tới 55 ha cô chú vậy, 56 ha. Rồi cụ đặt ha. Cũ là 50 mấy luôn nha cô chú. Dạ. Để cái bàn tay lên là không hết luôn nha. À. Cũ dữ lắm cái cũ sao nó nở cũ quá trời cũ mà đế đều nó dữ lắm nha cô chú anh chị.
Đó. Cái này có cốt làm sẵn đó, cái thì mình ghép hai chơi đi nha. Cây nó cũng thơm lắm cô chú anh chị ơi. Dạ. Dạ. Mình giao lưu giá bao nhiêu ạ? Rồi cây số 6 này xin giao lưu giá 3.500.000 hả cô chú anh chị? Dạ 3.500.000 thôi cô chú. Dạ. Cây này con mới về luôn cô chú anh chị ơi. Rồi rồi. Em mở cây đúng nha. Dạ. Dạ cây mã số số 7. Số 7. Cái này phôi bao nhiêu vậy? Phong cao mã số 7 nha cô chú. Dạ. Cây này dáng trực đế cũ. Đế cũ lắm nghe cô chú anh chị. Đó, cái cũ nó cũng bành bung ha. Nó có mấy cái trứng ở đây ha cô chú anh chị. Nở cũ mà đế đều luôn nha cô chú. Dạ. Nè, mấy cái đầu rễ này ha cô chú anh chị. Thì nó cũng quái lắm. Cây cao mét đúng ha cô chú anh chị. Dạ. Đường kính bầu dài nhất là 60 ha. Cây thoát thân được 25 ha cô chú anh chị. Hoành thân đo được chỗ này là 35 ha. Đó. Rồi cũ như này thôi cũng khó đo lắm cô chú anh chị ơi. Rễ nó tràn lắm. Cái này dáng trực có khớp cành luôn đó cô chú anh chị. Dạ mình giao lưu giá cái này bao nhiêu ạ? À? Cái mã số 7 này xin con xin giao lưu giá 2.700.000 ha. Dạ rồi 2.700.000. Rồi xin phép đổi cây ạ. Dạ tiếp theo cái mã số 8 nha cô chú anh chị. Con hay về dáng xưa mà. Cái mã số 8 ha cô chú anh chị. Cái này là dáng hơi xưa mà có cốt cành luôn à. Cốt cành hay giờ ha, đế thì thôi rồi, nồi đế dữ lắm cô chú anh chị ơi. Cái này cũng đế dạ. Động rễ đều đều được cô. Đế nó bắp bắp không nè cô chú anh chị ơi. Nó bấu xuống không à. Này là cây nằm ngu ha, con rút ra. Vô nhà vườn mua xong rút lại. Cái này có cốt cành luôn cô chú anh chị. Nó phì cái chỗ này dữ lắm ha cô chú anh chị. Nó phì chỗ này dữ lắm ha. Cây cao là 90 ha. Đường kính bầu dài nhất của nó là 55 ha cô chú anh chị. Cái phần hoành thân dưới này đo được là 42 ha. Dạ 42. Dạ. Tổng nồi đế nó cỡ khoảng mét 3 ha cô chú anh chị. U nặng nó phì tùm lum nó ra đây ha cô chú anh chị. Dạ mình giao lưu giá. Rồi cái mã số 8 này xin giao lưu giá 4.700.000 ha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi. Dạ mã số 9. Số 9 là một phôi mai vàng quái như thế chị nha. À. Tiếp tục là cái mã số 9 ha cô chú anh chị. Cây quái lắm ha. Nó có cành này giống như là đang đứng chắp tay thích. Cây cốt cành có sẵn hết chưa hay cô chú anh chị? Để đều bốn mặt ha. Đông rễ lực lực nha cô chú. Dạ. Cây cao là 72 ha. Đường kính bầu dài nhất nó là 55 ha cô chú anh chị. Hoành thân đo được chỗ này là 38 ha cô chú anh chị. Đo co lắc này ha. Cái nhánh này là nó 17 ha. Dạ, cái co này nó gắt lên dạ. Cái cây luôn rồi. Cây nó quái lắm. Tổng ngồi đế nó có khoảng 1m4 ha cô chú anh chị. Đế đều bốn mặt hết trơn ha. Dạ. Rễ rất là bự ha. Đó, nó có co này rất đẹp ha. Trên này cũng có cốt cành cho cô chú anh chị. Rồi cái mã số 9 này con xin giao lưu giá 4.900.000 ha cô chú anh chị. Dạ 4.900.000. Dạ. Cây gắt quái ha. Nó có cái co đó, cái nhánh này nó lạ lắm cô chú anh chị ơi. Dạ
đế thì à, đều luôn, còn gửi là kim đế thì đều bốn mặt luôn ha. Dạ. Rồi. Rồi, con xin đổi cây ha. Dạ, tiếp theo cây mã số 10 nha cô chú chị. Cây mã số 10 này cũng là một cây quái hả cô chú anh chị? Cái này như kiểu phu thê ha cô chú chị. Dạ. Cây này nó, cái lỗ này nó dính từ nhỏ luôn cô chú anh chị ơi. Đế nó như cái hộp xài luôn ha. Nó lấy hết đế cho cô chú anh chị luôn. Về mình chơi. Đó, cây nó quái lắm ha. Cái nắp này cũng xù xì vậy nè. Còn cái đường ở đây là dính luôn rồi ha. Nó dính liền luôn rồi. Rồi, xin phép đo thông số ha. Cây cao là 75 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất của nó là 80 ha. Hoành thân đo được chỗ này là 37 ha cô chú anh chị. Dạ, 37. Dạ. Nói chung cái cây nó quái lắm. Nguyên cái hoành đế nó cỡ 1m7, 1m8 thôi cô chú anh chị. Này mình về mình vô chậu hột xài ha cô chú anh chị. À, cái thân nó lắc nha cô chú anh chị. Có hai thân dính. Dạ. Đây mình lợp lợp này ha, lợp gai ha cô chú anh chị. Đó trên này ha. Đây dụng ngọn lại. Nó cũng quái cây lắm cô chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 10 này xin giao lưu giá 4.500.000 ha cô chú anh chị. Dạ, 4.500.000. Dạ. Mã số 10. Rồi, con xin phép đổi cây. Mã số 11. Rồi, tiếp tục là cây mã 11 hay là cây cuối clip của em ngày hôm nay ha cô chú anh chị. Cây này lùng lực luôn cô dạ, chú anh chị đế lên nha. Nồi đế này khỏi nói luôn cô chú anh chị ơi. Cầm rễ lực lực nha mấy cô chú anh chị. Rồi anh đo ha, xin đo thông số. Cây cao là 55 ha cô chú anh chị. Đường kính bầu dài nhất của nó là 62 ha. Dạ. Hoành thân đo được chỗ này là 38 ha. Dạ. Trong này là cái củ đặt luôn. Củ đế sổ là 25 ha cô chú anh chị. Tổng nồi đế nó là 1m4 đi. Dạ. Yeah. Nguyên cái củ đặt ở trong này luôn ha cô chú anh chị. Đó, cái này dữ lắm cô chú anh chị ơi. Một ôm luôn. Cái da của nó xù xì luôn, nằm rất là dữ. Rồi cây cuối clip cây mã 11 này xin giao lưu giá 4.700.000 ha cô chú anh chị. Dạ, 4.700.000. Dạ. Cô chú anh chị mình đơn ý phơi nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Đặng giúp em. Rất mong cô chú anh chị gần sau ủng hộ con clip này ha. Xin hẹn gặp lại ha. Dạ. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo tại bãi kiện của anh Đặng luôn ạ. Em xin chào cô chú anh chị ở đây cô chú anh chị.